thông minh nhỉ. Đây là có gồm một cái gọi là gì, thân máy à, cái này là cối này, có một cái nắp này. Đây, cái nắp mà mọi người có thể nhìn thấy là đều làm bằng inox 304, cũng như là có cái gioăng này. Biết có biết cái gioăng để làm gì? Gioăng thì chống tràn thôi. Đúng rồi, gioăng chống tràn. Máy này có các chức năng, đó là nấu sữa nhanh, nấu cháo nhanh, sữa thảo mộc, cháo mịn, canh thuốc, nấu súp, cháo nguyên hạt, sữa ngô, hấp nấu hầm sinh tố. À, có cả hấp à? Có cả sinh tố luôn này. Đúng là máy làm sữa hạt mà nó phải đun nấu, nên là bạn nhìn cái thủy tinh này nó rất là dày. Đúng không nhỉ? Bạn đọc như nó không biết bao được. Đấy, ở đây có hấp này. Các món hấp được. Thì coi như là để nước vào đây xong làm nóng, sau đó là để bánh bao lên rồi hấp. Đúng rồi, đấy. Bao lâu thì mình sẽ được một cốc sữa mông ngon lành. Đây này, ở trong này này còn nó có chế độ nấu sữa hạt. Mà sữa hạt thì khoảng 30 phút, mà có chế độ nấu nhanh. Chỉ cần 10 phút là bạn có nước sữa uống rồi. Ở đây có mục là sấy khô khử khuẩn này, dùng để hong khô và tiệt trùng nhanh sau khi vệ sinh máy. Cậu nhìn này, cái lưỡi của nó rất là sắc. Nó có 4 lưỡi và xoay được 360 độ ấy, nên là cái lưỡi của nó rất là sắc. Tức là mình sẽ không phải thò tay vào đấy để rửa. Đúng rồi, thò tay vào đấy là đứt đấy. Tức là xay hết được tất cả các loại hạt. Đúng rồi, nấu được cháo, xay được hạt.